Vâng, sau đây tôi sẽ thực hiện vài quả sút pen, và anh em nào cảm thấy thích thì có thể chia sẻ, hoặc có thể là muốn tôi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Để sút được chính xác thì tôi phải tập để cho nó nóng người lên đã, và lúc đó mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. Còn tất nhiên là khi mà mới bắt đầu thì ai cũng sút chệch choạc thôi. Vâng, để tôi xem lại máy quay xem mà chuẩn xác chưa. Vâng. Vâng, nếu mà đang quay như này ấy, mà có 2-3 quả đẹp rồi ấy, mà sẽ có ai gọi điện đến là chắc chắn là cái video này nó sẽ dừng lại. Và tôi cũng đã bị như thế 1-2 lần, và rất tiếc là mình không để ý, mình để chế độ yên lặng nên là khi máy quay vào mà ai gọi điện đến ấy, thì camera sẽ dừng ngay lập tức. Và rất tiếc là tôi đã có một video rất hay nhưng đã bị ngừng lại giữa chừng ạ. Bây giờ tôi có thể sút tiếp không ạ? Xem ạ. Quả thứ 3 rồi. Quả thứ 3, quả thứ 4 rồi.